Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ lên cho các bạn xem thêm một lô sen nhập nữa. Lô này có nhiều cây mới mà nó cũng rẻ đúng không các bạn? Những mẫu này thì mình đã để trên trang web của sendagianghia.com rồi. Các bạn không có thời gian xem video thì có thể lên đó xem mẫu và giá cho nhanh cũng được nha. Rồi giờ mình sẽ đi giới thiệu chi tiết từng cây trong lô lần này cho mọi người xem. Đầu tiên ở đây là mình sẽ có một cây thạch đầu đỏ nha các bạn. Cây này bữa nay về rất là đẹp luôn. Nó tầm cỡ size chung các bạn. Nó màu lên thì đỏ đẹp hết rồi nha. Một chậu như thế này tầm 7-8 đầu trở lên. Đó, tầm 7-8 đầu nha các bạn. Màu lên này các bạn thấy là xuất sắc hết rồi. Loại này trồng nhìn mini rất là xinh luôn nha các bạn. Và giá nó cũng rẻ nữa, 40.000 một chậu cho cái cây thạch đầu đỏ này thôi. 40.000 một chậu nha. Rồi qua bên đây thì mình sẽ có cây sen đá hồng điệu nè. Hồng điệu thì chắc nhiều bạn biết rồi, nhưng mà trước giờ mình hay bán hồng điệu là cái hàng Đà Lạt thôi. Hàng Đà Lạt thì nó sẽ không có già bằng cái hàng nhập nha các bạn. Hàng nhập các bạn nhìn vô cái cây là các bạn thấy nó già dặn hơn nhiều rồi. Đó, cây này thì chắc cũng có gốc ngon lành phía trong rồi nha. Và đối với cây hồng điệu này mình thấy giá nó cũng rẻ luôn nè. Mặc dù hàng nhập cây già mà giá nó chỉ 40.000 là so với cái cây hàng Đà Lạt là nó bằng giá thôi. Mà trong khi mình được cái cây già hơn, các bạn có thể nhìn vô cái tầng lá này. Thấy ngon lành đều đẹp rồi nha. Đó. Các bạn thấy lá khô ở dưới rất là nhiều nè. Lá khô nhiều là chứng tỏ là ở trong gốc là nó đã già rồi các bạn. 40.000 một cây hồng điệu thôi nha. Rồi qua bên đây là thêm cây Renrod nha các bạn, hay gọi thịt bò. Lô này cũng là cái lô rẻ nhất từ trước tới giờ luôn. Đó, mấy cây này thì gốc thụ hết rồi nha các bạn. Đó, các bạn nhìn vô cái gốc này, gốc già thụ to rồi. Đó, đổi màu rồi đó. Và giá rẻ. Một cây Renrod này thì chỉ có giá là 50.000 thôi nha. Màu lên đẹp luôn nha các bạn. Nó rẻ nhất từ trước tới nay rồi đó. Cái size tầm này mà cây già như này nữa là bình thường nó phải 7-80 rồi. Đó, mà này có 50.000 thôi. Đó là các bạn thấy nó rẻ, đẹp, ngon lành. Loại này dễ trồng luôn nha các bạn. Dễ trồng và lên màu đẹp. Và có cái u lên cũng rất là lạ nữa. 50k cho cây Renrod này. Rồi còn ở đây là mình sẽ có một cây sen đá hồng đế các bạn. Hồng đế bữa nay là về cái cây to một đầu nha các bạn. Bữa trước mình về cái cây to nhiều đầu thì 250, còn đợt này cái cây to full chậu. Kích thước thì nó cũng gần tương đương nhau thôi, nhưng mà cây này cây một đầu và giá nó rẻ hơn các bạn. Giá cây này thì chỉ có 200.000 thôi. Rồi các bạn thấy là full chậu này, nhìn vô cái cây rất là già và khỏe khoắn luôn nha. Tầng lá đều đẹp rồi. Đó, màu lên ngon lành. Trên lá thì nó còn lên chấm chấm loang đỏ đỏ này nè. Đó, rất là đẹp luôn. Một cây hồng đế này 200.000 nha các bạn. Đó. Rồi tiếp theo là mình có một loại crest nha các bạn. Cây này crest mình chưa biết nó tên gì nữa, gần giống không biết phải dù hay gì đó không, nhưng mà màu lên rất là đẹp nha các bạn. Và loại này mình thấy đẹp và rẻ luôn nè các bạn. Nó chậu thì rất là to nha. Đó, các bạn thấy này, chậu to đẹp, crest cũng rất là nhiều. Màu thì lên cam hồng rồi nha, lên màu coi như là ngon lành luôn rồi đấy. Gốc các bạn nhìn này. Đó, cái phần gốc cũng già luôn nha các bạn, cái gốc nó chuyển sang màu đỏ rồi nè. Đó, gốc đẹp luôn, cây một gốc nha các bạn. Đó, các bạn nhìn cái gốc này, già luôn nha. Cây to lỗ size, chậu này phải tầm 15-16 cm rồi, có khi 17 cm luôn các bạn. Đó, to đẹp mà giá rẻ, cây này có giá là 80.000 thôi nha. 80.000 cho một cây này thôi, số lượng không có nhiều đâu các bạn. Màu thì lên đẹp, giống thì cũng lạ nữa. Đó, thân thì già một gốc luôn. 80k cho cây crest mới này. Rồi còn ở đây là cũng có thêm giống mới đấy nha. Hôm nay mình cập nhật giống mới là liên tục luôn các bạn. Cây này thì mình chưa biết nó tên gì nữa nhưng mà nó lên màu đẹp nha các bạn. Các bạn sẽ thấy là nó lên màu hồng này. Nó lên màu hồng nhiều và cánh ngắn nha các bạn. Đặc biệt cái cây này gốc rất là già các bạn. Các bạn có thể nhìn vô cái cọng gốc phía trong á, là rất là già luôn. Mặc dù sen đài, sen đài thì nó lên già lâu khó, các bạn trồng to như thế này cũng lâu nữa. Đó, các bạn thấy nè, cây một gốc nha các bạn. Đó, gốc thì già. Đó, cảnh thì ngắn nha các bạn, lên màu hồng nữa. Nó một trong những cây sen đài mà nhiều đầu. Sen đài để trồng lên nhiều đầu khó nha các bạn. Đó, trồng lên nhiều đầu khó và già nó cũng khó luôn á. Còn sen cành thì nó nhanh lắm. Đó, nên là giá trị của những cái cây sen đài mà to đẹp như thế này, già thụ nữa, rất là cao đấy. Đó, cây này thì có giá là 220 nha các bạn. Đó, 220 cho một bụi như thế này. Đó, nó cũng tầm cái chậu này chắc cỡ 15-16 cm các bạn. Đó, Có một số cây mình chưa bật lá thì các bạn thấy cái tầng lá phía dưới này nó khô hết rồi, nó là chứng tỏ cái gốc nó bao già được nha các bạn. Mình có vặt một vài cái cây để cho các bạn xem cái gốc đó, thấy cái gốc nó như thế nào. 220 một cây nha. Rồi tiếp theo là mình sẽ có tai voi nha các bạn. Bữa nay tai voi mình lại về cái lô cũng to nè, nó to nhưng mà cũng vừa vừa thôi, giá cũng vừa vừa chứ không có cao quá đâu như đợt trước đâu. Đợt trước như tới 280 300 vậy, đợt này mình về cây 150 nha. Cây thì cũng bự nhiều đầu nè. Đó, loại này thì dễ trồng nha các bạn, hiện tại đang lên màu tím á. Còn khi lên màu thì lên màu tím đỏ cũng rất là đã luôn. Đó. Hiện tại cây này giá 150.000 nha, 150.000 cho cây voi. Loại này dễ trồng nha các bạn, trồng full nắng mưa gì cũng được luôn. Đó. Màu hiện tại thì đang tím tím vàng vàng. Cây một gốc nha các bạn, một gốc đấy. Đó. Rồi bên đây thì mình lại có lại cái cây crest mới xịn sò này nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bữa trước về một lô mà hết rất là nhanh nha các bạn, còn mấy bạn mua sâu là không kịp mua nên là mình phải về thêm một lô mới. Trong khi cái lô này về là đã bán bớt mấy cây cho mấy bạn đợt trước đặt rồi đó. Là còn nhiêu đây, còn 6 cây các bạn. Đó, các bạn nhìn vô cái khóc này, trời đã chưa? Như một cái quạt luôn, đỏ chót luôn nha các bạn. Đó, cây thì khỏe, màu lên thì đẹp, giống xịn sò luôn nha các bạn. Đó, uốn éo nè, một mảng rất là đã luôn. Đó, mảng miếng cây nào cũng ngon lành hết nha các bạn. Giá thì cũng bằng được chứ thôi. Cây này có giá là 400.000 nha, 400.000 cho cái cây crest này. Cam đỏ rất là đã luôn. Đó, thân thì coi như là siêu già luôn nha các bạn, như một cái quạt. 400.000. Rồi còn bên đây là mình có lại cây điểu nha các bạn. Điểu này nhưng mà loại mình thấy nó mới một xíu nha, có thể là nó đã lai ra ngon hơn rồi. Đó, chứ nó không phải là cái loại nguyên bản đâu. Đó, gốc thì các bạn thấy nè, già rồi, gốc già thụ một gốc nha các bạn. Màu cũng lên luôn. Đó, màu lên đỏ đỏ nè. Đó, màu lên đỏ đỏ cam cam hết rồi nha. Giá cây này thì 120.000 thôi. 120.000 cho cái cây điểu loại mới này nha. Đó. Đây mình có khoảng chục cây các bạn, tầm một lô như thế này tầm có chục cây thôi. Ví dụ các bạn đặt hết thì mình sẽ đặt hàng thêm sau. Các bạn nào mua không kịp thì đợi video sau nha. Rồi tiếp theo là bên đây là mình có hạt cảnh cam nha các bạn. Hạt cảnh cam bữa nay về lại cái bụi cũng to đẹp nè, màu lên là cam hồng rồi nha. Cam hồng hết rồi, bụi quá trời đầu luôn, một gốc nha các bạn. Đó, mấy bụi này là tầm chục đầu trở lên không á. Cây một gốc và gốc cũng già rồi mới lên được cái màu ngon như thế này. Đó, các bạn thấy nè, màu lên rất là đẹp luôn nha, hồng cam. Đó. Giá thì 150.000 các bạn, cũng bằng mấy đợt trước thôi. Đó, 150.000 cho cây hạt cảnh cam này. Rồi còn bên đây là mình sẽ có kim cương tím nha các bạn. Kim cương tím bữa nay mình về cái bụi già nhiều đầu nè các bạn, nhưng mà giá thì cũng vừa vừa chứ không có cao như đợt trước. Đợt trước thì có cái bụi to hơn một xíu mà tới 350 rồi. Đợt này về cái bụi cũng to, già nhiều đầu này. Các bạn thấy nè, màu lên cũng đẹp rồi nha. Đó, bụi này nhiều đầu này. Đó, gốc các bạn nhìn nè. Đó, mấy cái gốc nó cũng chuyển sang màu hồng hồng rồi. Đó, màu lên nè các bạn thấy không, đẹp rồi đấy. Và giá của một bụi kim cương tím này là 150.000 nha. Đó, 150.000 cho cái bụi kim cương tím này. Cây nào cũng ngon lành đẹp đẽ hết rồi nha, mỗi cây mỗi dáng khác nhau. Đó. Rồi còn bên đây là mình sẽ có một cây mới nè các bạn. Cây này thì mình chưa biết nó tên gì nữa, nhưng mà lên màu đẹp nha, và mình thấy giá nó cũng rẻ. Đó, bụi to nha. Đó, các bạn thấy bụi to là quá trời đầu luôn. Cây này thì cũng già ở trong rồi, một gốc nha các bạn. Đó, mấy cái bụi nhìn như bó hoa hồng luôn nè. Đó, nhìn như một bó hoa luôn các bạn, quá trời đầu, đều đẹp, lên màu cam nha các bạn, cam cam hồng hồng này. Đó, giá là 90.000 cho cái bụi mới này nha. Đó, bụi to nha các bạn, to đấy, 90.000. Rồi còn bên đây là mình có lô la nha các bạn. Lô la thì cây này nó sẽ lên màu kiểu tím hồng nha, tím hồng, và loại này lá nó sẽ mập và to nha các bạn, lá mập to lên màu tím hồng. Loại này là cũng một trong những loại lô la là xịn đấy, có cây con luôn nha các bạn. Đó, to nha các bạn nhìn là cái tầng lá nó này. Nó tầng lá rất là dày luôn nha, chứ không phải nằm sát sát mặt đất đâu. Mấy cây nằm sát sát mặt đất thì giá trị nó không cao bằng mấy cái cây mà tầng lá nó nhiều đẹp như thế này. Đó, các bạn thấy không? Đó, cây Lola này thì có giá là 150.000 nha. 150.000 cho cái cây Lola này. Rồi qua bên đây là mình có đế vương. Đế vương một lô cũng coi như là già, đẹp, tầng lá dày nè các bạn, lá mập nha. Mấy cây này thì nó lên cái màu đỏ này, đó, các bạn thấy không? Lên màu đỏ cũng rất là nhiều rồi đấy. Đó. Form búp nha các bạn, form búp đẹp và giá rẻ, cũng to luôn. Cây này 60k các bạn. 60k cho một cây đế rất là đẹp như thế này. Đó, các bạn nhìn vào thấy quá đẹp luôn. Cây già full chậu nha các bạn. Đó, full chậu bằng lỗ ra ngoài nè, lên chấm chấm đỏ đỏ trên lá. 60.000 thôi. Đó. Rồi bên đây là mình có thêm một loại Lola các bạn. Loại này thì sẽ khác cái loại lúc nãy. Đó. Loại này thì lá nó sẽ nhỏ hơn và nó sẽ có màu kiểu tím tím hồng hồng. Đó, nó lên màu tím nhiều hơn nha các bạn. Màu tím tím hồng này. Nó cây một gốc nhiều đầu. Và bụi này, cái loại này thì mình thấy nó rẻ hơn cái loại lúc nãy mình quay á. Loại này thì có giá là 70.000 thôi. Nó 70.000 cho cái bụi này nha các bạn. Một bụi Lola cũng loại này là loại mới này, loại này gặp gần đây các bạn. Đó, cái màu đỏ đỏ tím tím này. Nó 70k thôi nha. Bụi này thì nó cũng to to rồi. Cũng già tầng lá nhiều. Đó. Rồi cuối cùng là mình về lại đuôi cáo nè. Đuôi cáo nhiều bạn bữa giờ chờ đó, nhiều bạn bữa giờ mua đuôi cáo là đợi miết mới về lại đó. Đuôi đợt này cũng đẹp nha các bạn thấy nè, đuôi này dài nè, ít bị gãy và lông nó cũng trắng trắng nữa. Nó đuôi thì bữa nay giá là 50.000 một cây các bạn. Mấy đợt trước là 60, với đợt này 50 thôi. Nó đuôi thì dài nè các bạn. Nó một đuôi này phải tầm một gang của mình thì tầm 18-20 cm hoặc hơn luôn á, có mấy đuôi dài hơn luôn á. Nước mát hết rồi, 50.000 một đuôi nha. Đó, còn cáo thì mình đây mình có bán lẻ 75.000 một con cáo, có màu trắng và màu nâu các bạn, màu trắng và màu nâu. Con cáo các bạn có thể về mix tiểu cảnh, mix như thế này. Đấy, như cái chậu này là mình mix khoảng tháng rưỡi nè các bạn, tháng rưỡi này. Là từ những cái đuôi mà nó ngắn ngắn tầm chừng này cái nó ra cái lông mới các bạn thấy không? Trong lông mới thì rất là mềm và mượt nhé các bạn. Nó mềm và mịn, mình rờ cũng rất là sướng luôn. Đó, đây cái lông mới ra này. Đấy, bình thường thì nó ngắn tầm này thôi. Đây là mình trồng tháng rưỡi cái nó dài ra thêm phút nè. Đó, hoặc là các bạn nhìn vô cái cây này thấy rõ ràng nhất này. Cái cây này là mình trồng thì cây gãy các bạn, nó bị gãy ngang cái đầu. Đó, cái mình trồng lại cái giờ nó đâm ra hai cái đuôi hai bên. Ở đây là cái khúc đuôi nó mới ra này. Đó, hai cái đuôi này là cái khúc đuôi nó mới ra đấy. Đó, trồng dễ trồng các bạn, loại này dễ trồng lắm. Nó mình trồng hơn tháng rưỡi 2 tháng là coi như là nó bắt đầu nó dài ra và nó đều đẹp rồi. Đó các bạn thấy không? Giờ thành một cái tiểu cảnh là ngon lành hết rồi. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi đó là tất cả những cây trong video này mình muốn giới thiệu cho mọi người xem. Các bạn đặt hàng sớm để được cây ưng ý nhất nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những video lần sau nhé.